Mà nó chính đúng chính Doãn đúng. Thị Thanh Hương hả? Đoàn Thị Thanh Hương. À, Đoàn à? Ok. Lá số này thì có rất nhiều vấn đề để nói. Vấn đề thứ nhất là năm nay của cô này là rơi vào cung Điền Trạch. Năm nay phải có toan tính về đất cát, chuyển nhà chuyển cửa gì đấy. Hoặc phải mua thêm đất, hoặc phải dịch chỗ làm việc thì mới tốt. Từ đầu năm chưa làm được việc gì chưa? Dạ, mua đất. Mua đất rồi, đúng rồi. Năm nay rơi cung Điền Trạch mà. Nhưng mà... Thầy đã hướng dẫn đệ tử thầy xem. Bây giờ không xem theo cung mệnh nữa mà xem theo cái người ta cần. Nhưng mà sao? Bán thì chưa được giá. À, đang tính. Vấn đề là bán đất ở đây thì thầy nói cung Điền Trạch của mình có sau tuần. Dạ. Lại gặp sau địa kiếp nữa. Địa kiếp là sát tinh. Lại gặp sau tuần đóng ở đấy. Dạ. Nên là trước 36 tuổi bao giờ em kinh doanh đất cát cũng sẽ không có lợi. Em thấy em mà chồng em. Thì vợ chồng á, chồng là một trong số này. Thì trước em, trước khi em 36 tuổi thì em chưa kinh doanh đất cát không có lợi. Chỉ có lợi khi có năm tốt thôi. Đấy. Thế thì năm nay là năm là tiền trở hậu thành, cái gì chắc trở thì nó mới thành công. Năm nay cũng được gọi là năm tốt, bởi vì năm nay là vừa vào tròn từ phù vũ tướng chiếu. Rơi cung Điền Trạch mà. Thì không xét cung Điền Trạch mà xét cả tam hợp tứ chính luôn. Thì năm nay toàn chính tinh miếu địa sáng chiếu. Nhưng vì cái chính cái cung đấy nó gặp sau tuần nên năm nay được gọi là năm cái gì cũng chắc trở rồi mới thành công. Thế năm nay không được giá là đúng. Chắc. Và sau vũ khúc nó là tài tinh, nó đóng cung Điền Trạch thì số giàu sang phú quý. Nhưng vì có sau tuần đóng nên nó làm bớt giàu đi. Đấy. Nghèo không có thầy? Bớt giàu chứ không nghèo. Sao xíu? Đấy. Cái nữa là khi người ta buôn đất cát thì người ta phải xét cái mệnh của mình nữa. Cô này là bán mệnh là đại lâm mộc. Mộc thổ khắc mộc mà, mộc khắc thổ mà. Khắc lại đất. Nên khi buôn đất trục trặc là chắc. Nên đừng thất vọng. Nhưng mà nếu mà mình hùn với người khác thì hùn với người khác thì mình lại xem cung nô bộc thế nào. Bởi vì cung nô bộc của cô này bây giờ đang phá quân gặp triển. Nha, bạn lại gặp địa không đấy nữa. Nên bây giờ chơi với ai mà làm ăn chung dễ bị người ta múc mất. Mất tiền mình. Chưa dùng được. Sau 36 tuổi. Vậy là trong 6 năm tới chỉ làm ăn có con thôi. Rồi sẽ giàu. Chưa? Rồi sẽ. Một vấn đề nữa, mặc dù là mệnh thiên lương. Thiên lương là sao từ thiện, từ thể tốt bụng ấy. Nhưng mà thân thì lại cứ môn hãm địa, thân cứ cung tù. Mà sao mà? Cung tù là gì? Dễ bị bắt, dễ bị công an, dễ bị soi xét, dễ bị cãi nhau, dễ bị ra tòa. Và cung chồng của mình có cự môn thì vợ chồng sẽ xung khắc liên miên. Vì cự môn là sao cãi nhau. Nếu mà may mà thân cư chồng chứ không phải thân cư chồng thì bỏ chồng lâu rồi. Và lá số này là chồng của con số dính pháp luật. Dính tù. Hắn là xây dựng à? Thầy nhìn trong lá số này thầy biết là anh có sao cự môn rồi đấy, cung tù. Nên bảo anh cẩn thận vì anh có cung. À, tức là anh làm kiểm sát viên á, thử án á. À, thế à? Thế thì tốt. Thế thì chuyên ngay cãi nhau. Vì sao cự môn là cự tinh? Muốn giải được tù tinh thì phải làm ngành binh nghiệp. Dạ, anh làm phái đó thầy. À, thế tốt rồi. Thế thì anh ấy tránh được tù. Không à. Sao không khai nghề ra? Nghề nghiệp nó rất quan trọng đối với lá số tử vi. Nên tại sao khi xem thầy cứ hỏi xem nghề. Đấy. Nên là thầy cứ thấy ai mà có số tù thầy cứ xui là đi theo ngành binh nghiệp, công an, tòa án, pháp luật, hải quan. Đó. Thay việc ra ngồi tù, ra xử tòa án thì mình bị thì mình xử cái khác. Vậy em làm thẩm phán được không thầy? Quá được. Thẩm phán là cái sao dùng mồm mà dùng miệng mà. Thì cô ông này chồng này có sao cự môn chính là sao đấy. Chưa? Nhưng dù sao trong cung chồng mình cũng không sao cô thần. Cô thần quả tú ấy.
nên là vợ chồng vẫn lạnh lùng với nhau, trừ khi nào mình cũng biết cách hóa giải nó thì sẽ êm ấm hơn nhá. Và cũng con thì lá số này con chủ về kinh doanh buôn bán sau này á, không nhanh buôn bán và tốt. Sao tam lang này là sao con cái chỉ đa tình thôi nhưng mà thông minh giỏi giang. Về tiền tài thì thái âm hãm địa nên mặt trăng hãm, may quá hỏa tinh nó đóng ở đấy, thao hỏa tinh đắc địa đóng ở cung này nó cũng làm cho mình sẽ không vẫn phát nhanh về tiền sau 36, từ 26 đến 35 đẹp đẹp lắm, nhưng 36 trở ra thì phát nhanh lắm. Thứ nhất là rơi vào vận sát pha lang đều chỉ biếu địa hết, cái thứ hai là có thái tuế, rơi vào thái tuế công việc phát nhanh đại phát, nên là phải cố gắng chờ đợi, nín thở chờ đợi đến 36 hay làm việc lớn thì tốt, vận này tốt. Và cố gắng vợ chồng đừng xung khắc đến năm 35 tuổi, đừng xung khắc nhau. Để trong lá số này đến năm 35 tuổi là vợ chồng rất xung khắc và có thể bỏ nhau. Năm 35 tuổi nhé. Nếu năm 35 mà không bỏ nhau là bỏ tay rồi, là sống đến đầu bạc răng long. Xem chưa? Hỏi cung gì nữa không? Tận đách sức khỏe hay tốt? Vì tử vi thiên phủ năm đấy giải bệnh rồi. Và cái vận 56 rồi ra tiền tấn nhiều lắm. Cung thiên di thì có hoa kỵ nên là hay mắc thị phi, hay bị người khác ghét và người khác nói xấu, gièm pha. Với nguyên nhân là có hoa kỵ làm cung thiên di. Cung đô bộc thì bây giờ chưa tốt, có nghĩa là chưa nhờ được nhiều người. Cung quan lộc thì có thái dương hãm, rất may nó gặp tuần, nên là công việc của mình cũng sẽ ổn. Làm cái gì nhá? Buôn cái gì? Trang sức. Trang sức à? Cung quan lộc có sao phi liêm là kim khí, sao văn khúc, à, văn xương và hồng loan. Đấy là cái sao là về nghệ thuật, kinh doanh nghề đấy cũng được. Sao thiên lương cũng thủ về kinh doanh. Chờ. Và cung điện trạch đất cát, vì có sao địa kiếp nằm trong đấy, địa kiếp nằm cung đất nên là phải làm phong thủy thật tốt. Bởi vì địa kiếp là sát tinh, nó đọc cung điện trạch có nghĩa là mình không bao giờ sở hữu được miếng đất sạch. Ra số đất nó sẽ có âm xấu ở cái đất. Nên là phải biết khi về nhà mới, mua đất mới phải biết cúng lễ, phải biết phần xài trấn trạch cho đất sạch để ở, để xây dựng nhá. Còn cung Phúc Đức, nhà họ của mình ấy, thì mình có con gái, cô này là con gái. Và cung Phúc Đức là thiên đồng hãm địa, báo hiệu một cái sự không tốt bởi mộ tổ bốn đời của họ, họ doãn của mình, đoàn của mình nhá. Chồng thì tốt nhưng mà quan hệ vợ chồng không tốt, bởi vì cô thần thiên không đóng đấy, lệnh cự môn ám địa đấy. Và phụ mẫu thì cô này sau này rất có hiếu với cha mẹ, bởi cô đại hao làm phụ mẫu là tốn tiền chăm sóc, có hiếu phục vụ, cần đội mũ bảo hiểm không? Dạ. Sợ các cô này đánh cho à? Ai chưa người yêu này? Sáng giờ chờ thầy có trời giờ. Chưa người yêu, chưa người yêu. Hôm nay thầy xem, để thầy cắt tiền duyên cho cô nào giới thiệu luôn nhá. Cô kia về biệt thự luôn. Đâu xem hàng. Thôi bình tĩnh. Từ giờ đến 36 tuổi đừng manh động, bởi vì đang rơi vào vận đại vận của tụ tinh. Không làm gì được, không làm việc gì lớn. Ông chồng làm cũng được luôn. Chồng thì có thể làm được nhưng mình không làm được. Là... ông chồng 81 ông qua cái tuổi 36 rồi là ông có thể phát triển nhanh được rồi. Dạ. Chồng năm nay 37 tuổi dạ. Là phát rồi. Là ông hết gì triệt rồi, nhưng mình ấy là phải nằm im chờ đợi 6 năm nữa. Ông chỉ kiếp mà ông hết lên chức được luôn rồi. Mà sao ông có đi được nữa không hả? Lên nữa phải có lá số ông chứ. 36, năm 37 rồi. Năm nay 37 rồi. Trong bao tuổi thầy? Dạ, chính là. Thầy năm nay tháng trước chắc ông cũng thật. Không sớm. Thank you.
siêu ghê. Nguyễn Dương Minh Trầm lái. Trầm à?